Xin kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng Giêng năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì sợ lây bệnh, cô giáo ở Texas nhét đứa con bị Covid-19 vô cốp xe chở đi xét nghiệm. Một cô giáo ở Texas bị cáo buộc tội nhét đứa con trai nhiễm Covid-19 vô cốp xe để tránh bị lây bệnh, theo đài NBC News dẫn hồ sơ của tòa án vào hôm thứ Sáu ngày 7 tháng Giêng. Người mẹ này đang bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ em sau khi bỏ đứa con trai 13 tuổi vô cốp xe để chở đến nơi thử Covid-19 theo trác bắt giữ mà cảnh sát nộp lên tòa án Harris County vào hôm thứ Tư. Người mẹ này làm giáo viên dạy tiếng Anh trung học thuộc quận độc lập là Cypress-Fairbanks, phía tây bắc của Houston từ năm 2011 đến nay. Cô giáo này đã bị cho tạm nghỉ việc. CFISD cho hay trong thông báo gửi NBC News. Trong thông báo khác mà đài truyền hình địa phương là KPRC có được, CFISB cho biết là cảnh sát địa phương nhận được tin báo rằng có đứa trẻ nằm trong cốp xe nơi thử Covid-19 drive-thru hồi đầu tuần. Sau khi điều tra, cảnh sát gửi trác bắt giữ, rất may là đứa bé không có bị sao. Theo trác bắt giữ, người mẹ này chở đứa con trai đến nơi thử Covid-19 của CFISD tại sân vận động là Rich Grimm ở Houston vào hôm thứ Hai. Cô ta nói với giám đốc dịch vụ y tế của CFISD trong lúc đó đang lấy thông tin từ người đến thử Covid-19 rằng cô ta bỏ đứa con trai vô cốp xe để cô ta tránh rủi ro lây bệnh trên đường đi. Người mẹ này chở đứa con trai đến để thử Covid-19 lần nữa sau khi đã thử dương tính trước đó, theo trác bắt giữ. Khi vị giám đốc đòi gặp đứa con, người mẹ này mở cốp xe lên, cậu bé đang nằm trong đó. Vị giám đốc yêu cầu người mẹ này đưa đứa con lên ghế sau rồi ông ta gọi 911, theo trác bắt giữ. Video từ camera an ninh của trường trung học gần đó xác nhận lời kể của vị giám đốc là đúng. Hôm thứ Sáu, đài NBC News có liên lạc với người mẹ này để yêu cầu cho biết ý kiến nhưng không gặp, hiện chưa rõ cô ta có luật sư hay chưa. Trong khi đó, thì các ứng dụng thuế làm nhiều trẻ em ở Mỹ tiếp tục chịu cảnh đói nghèo. Từ tháng 7 năm 2021, nhiều gia đình thu nhập thấp được chính phủ giúp đỡ bằng cách cho những khoản ứng trước thuế được gọi là tín dụng thuế để trang trải nhiều thứ. Nhiều gia đình thu nhập thấp nhận được đến 300 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em trong nhà, giúp họ vượt qua được một số những khó khăn trong đại dịch. Tuy nhiên, thì năm 2022 này, chính phủ không cấp tín dụng thuế cho họ nữa, khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong mùa đông này. Vì vậy mà Tổ chức Dịch vụ Truyền thông Thiểu số EMS mời một số chuyên gia dự hội thảo hôm thứ Sáu ngày 7 tháng Giêng để nói về ảnh hưởng của quyết định đó, nhất là đối với trẻ em. Các diễn giả tại hội thảo của EMS nói về lợi ích của tín dụng thuế với các gia đình thu nhập thấp, ý nghĩa của chuyện mất đi sự hỗ trợ của chính phủ, những cách giúp đỡ tạm thời và nói về chuyện Quốc hội đang tìm cách giải quyết. Diễn giả đầu tiên là bà Claire Zippo, là chuyên gia nghiên cứu của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách. Bà Zippo cho biết, khoản tín dụng thuế cho chính phủ đưa ra từ tháng 7 đến hết năm 2021 là một phần của đạo luật American Rescue Plan, giúp đỡ rất nhiều gia đình ra khỏi mức nghèo khó do chính phủ định ra. Một gia đình được coi là nghèo khó khi mà một gia đình 4 người có thu nhập mỗi năm là khoảng 26.000 Mỹ Kim, tức là 72 Mỹ Kim mỗi ngày. Nhờ đạo luật American Rescue Plan, thì các khoản tín dụng thuế giúp đến 4.1 triệu trẻ em ra khỏi mức nghèo khó. Người dân còn có thể được hoàn tiền lại sau khi nhận các khoản tín dụng thuế và chính phủ còn mở rộng độ tuổi nhận tín dụng thuế lên đến 17 tuổi. Đạo luật này giảm tỷ lệ trẻ em nghèo mọi sắc dân xuống rõ ràng. Tỷ lệ nghèo của trẻ em gốc Phi Châu là 13%, trẻ em Latino là 12%, trẻ em thổ dân Hoa Kỳ là 10%, trẻ em gốc Á Châu là 9% và trẻ em da trắng là 5%. Bà Zippo cũng cho biết là các gia đình có thu nhập thấp hay thu nhập dưới 35.000 Mỹ Kim mỗi năm dùng khoản tín dụng thuế nhận được để chi trả nhiều nhất cho những thứ cơ bản trong cuộc sống như là thực phẩm, quần áo, tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí giáo dục của con cái. Diễn giả thứ hai là bà Lori Jones, là tổng giám đốc của Philabundance, một tổ chức bất vụ lợi chuyên giúp nhiều gia đình gặp khó khăn về thực phẩm ở Pennsylvania. Bà cho biết đại dịch làm nhiều gia đình có trẻ em và các cộng đồng da màu gặp khó khăn về thực phẩm hơn. Đó là những người gặp khó khăn trước đại dịch và lại chịu nhiều trở ngại nữa trong 2 năm vừa qua. Liên quan đến phần tin khác, thì ca Covid-19 mới ở Los Angeles County lên kỷ lục là 43.000 ca. Số ca Covid-19 mới hàng ngày ở Los Angeles County đã lên kỷ lục ngày thứ nhì liên tiếp giữa lúc hệ thống y tế địa phương tiếp tục thiếu nhân viên trầm trọng, theo nhật báo Orange County Register cho hay. Hôm thứ Sáu ngày 7 tháng Giêng, Sở Y tế ở Los Angeles County báo cáo quận hạt này có thêm 43.712 người nhiễm Covid-19, phá kỷ lục hơn 37.000 người hôm thứ Năm. Hệ thống y tế quận hạt này đang thiếu nhân viên trầm trọng do quá nhiều nhân viên nhiễm Covid-19. Giới chức DPH viết trong thông cáo báo chí, đến nay tổng cộng 50.353 nhân viên y tế và cấp cứu ở Los Angeles County được xác nhận nhiễm Covid-19. Hôm thứ Sáu, thì số bệnh nhân Covid-19 nằm ở bệnh viện ở quận hạt này lên đến 2.902 người, tăng 241 người so với ngày trước. Trong đó có 391 bệnh nhân nằm phòng chăm sóc đặc biệt, theo bản theo dõi Covid-19 của California. DPH hôm thứ Sáu cũng loan báo thêm 28 người chết vì Covid-19, nâng số ca tử vong từ đầu đại dịch đến nay ở Los Angeles County lên đến 27.756 ca. Cũng hôm thứ Sáu, học khu Los Angeles loan báo tỷ lệ học sinh và nhân viên của họ nhiễm Covid-19 tăng vọt lên 13.5%, cao nhất từ đầu đại dịch đến nay và tăng gần 10 lần so với kỳ nghỉ đông. Theo nhật báo Los Angeles Times, dữ liệu này được công bố trong khi giáo viên của Sở Cảnh sát chuẩn bị trở lại trường vào thứ Hai tuần tới. Còn học sinh thì đến lớp trở lại vào thứ Ba sau kỳ nghỉ đông. Hôm thứ Sáu, giới chức học khu lớn thứ nhì của nước Mỹ này tuyên bố sẽ giữ đúng kế hoạch mở lại trường học an toàn vào ngày thứ Ba. Trong khi đó, liên quan đến phần tin tại Việt Nam, thì nghi cách công an làm án trong vụ bắt người Tịnh Thất Bồng Lai. Công an huyện Đức Hòa vừa khởi tố 4 người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai, tuy nhiên công luận nghi ngờ về cách công an làm án trong vụ này. Hôm 7 tháng Giêng, báo Dinh cho hay là 4 người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai gồm có ông Lê Tùng Vân 89 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Tùng Dương bị cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam. Trong số này, ngoại trừ ông Vân được tại ngoại nhưng bị cấm đi ra khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại đều bị bắt giam. Tịnh Thất Bồng Lai còn có tên khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tọa lạc tại huyện Đức Hòa, được biết đến là một nhóm tu tại gia, hoạt động theo hình thức dân sự nhỏ, đóng góp vào giáo dục. Báo Dinh cho hay, Công an huyện Đức Hòa nhận được tin trình báo của người dân về những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vài ngày trước vụ bắt giữ, các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng bài đưa nhiều cáo buộc công an nhắm vào ông Vân như loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ bắt bớ này khiến công luận nghi ngờ về cách công an làm án trong vụ này. Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn nêu nghi ngờ về mẫu DNA của những người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai được thu thập vào tháng 7 năm 2020 là thời điểm chưa từng có vụ án nào liên quan được khởi tố. Hạ tuần tháng 7 năm 2020, một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến Tịnh Thất Bồng Lai tặng quà. Người này sau đó bị lực lượng chức năng bắt đi cách ly, kéo theo việc 17 thanh niên thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai cũng bị buộc đưa đi cách ly và kiểm tra y tế. Và trong việc kiểm tra y tế tất nhiên là có xét nghiệm Covid-19 và có lẽ kèm theo đó là nghiệp vụ lấy mẫu tế bào niêm mạc miệng để có cơ sở giám định DNA về quan hệ huyết thống giữa họ. Đồng thời cũng rất có thể người đàn ông nhập cảnh trái phép đến Tịnh Thất Bồng Lai tặng quà cũng là một biện pháp nghiệp vụ điều tra. Liên quan Tịnh Thất Bồng Lai, theo trang web của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn của Đại học New South Wales của Úc ghi là nói một cách công bằng, nhà nước này không mặn mà với ý tưởng xã hội dân sự và không thích những nhóm như Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trước đây họ thẳng tay đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do các thầy lập ra từ trước năm 75. Họ từng dùng thủ đoạn dơ bẩn để đàn áp thẳng tay tu viện Bắc Nhã ở Đà Lạt do nhóm Làng Mai của thầy Nhất Hạnh sáng lập. Do đó những gì xảy ra ở Thiền Am Bên Bờ An Vũ Trụ chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi. Trong khi đó, thì em trai của Trần Đại Quang được thăng hàm thượng tướng. Sau gần 2 năm làm phó cho ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, ông Trần Quốc Tỏ là em trai của ông Trần Đại Quang vừa được thăng hàm là thượng tướng. Chủ trì lễ thăng hàm cho ông Tỏ thì có ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Theo báo VN Express, hôm 6 tháng Giêng, ông Tỏ 60 tuổi cùng với người đồng cấp Lương Tam Quang là hai trong số 3 thứ trưởng công an mang hàm thượng tướng, trong lúc hai thứ trưởng khác của bộ này mang hàm trung tướng và thiếu tướng. Việc thăng hàm cho ông Tỏ diễn ra trong bối cảnh công an liên tiếp thăng cấp cho một loạt giám đốc, phó giám đốc công an các tỉnh thành. Hầu hết trong số họ chưa có thành tích gì nổi bật mà chỉ mới được cất nhắc hoặc là thuyên chuyển vào vị trí lãnh đạo công an của địa phương. lúc rời ghế bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên năm 2020, Bộ Công an thì ông Tỏ được ghi nhận là có các hoạt động khá mờ nhạt, dù được lên lon thượng tướng từ trung tướng chỉ trong hơn một năm. Trong những tháng vừa qua, truyền thông Việt Nam chủ yếu ghi nhận hoạt động chính của Thứ trưởng Tỏ là đến làm việc với công an các tỉnh thành, dân hương tưởng nhớ tướng Võ Nguyên Giáp, tặng cờ thi đua của Bộ Công an. Ông Tỏ gần như không được các báo Việt Nam dẫn phát ngôn nào nổi bật, ngoại trừ một vài lần ông lên tiếng bảo vệ chế độ. Hồi năm 2020, thì tờ Tuổi Trẻ nhận định rằng các thế lực có nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, đa dạng, thâm độc và xảo quyệt. Việc ông Tỏ bỗng nhiên đăng đàn mạnh miệng nói về thế lực thù địch theo đúng luận điệu của ban tuyên giáo là điều dễ hiểu, vì trước đó ông này được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm phát cho ghế Thứ trưởng ở tuổi 58. Theo luật lao động ở Việt Nam, lẽ ra ông Tỏ không còn đủ để tái cử nhiệm kỳ sau nếu vẫn ngồi vị trí bí thư Thái Nguyên và sẽ buộc phải về hưu năm 2022. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.